mắc cái heo ăn. Hồi ấy là em để ở đây cho mấy đứa ngay em được. Có ly ra sớm mà. Rồi anh không ra trễ. À có nhàn nè. Buông máy vô. Về làm chí, về mình sáo vô được rồi. Đúng không? Vô để nhiều khi về có hàng đó. Mùng 6 họ làm việc lại rồi. Công việc phải làm thôi chứ. Chứ làm cho họ rằng, đúng không? Là mình cũng cho thôi, nhưng mà nhưng phải làm để cho nó theo quy trình đó. Hai luyện quay cho Hà là cái mẫu rồi nhắn tin lên file à biết qua phải nói chứ đúng không? Bên đây em chết nói rằng tại vì mình không nhận mẫu thứ bảy chủ nhật cái thứ nhất thì cũng như nhau thì mình cũng tháo rớm được không lấy tiền nào muộn thôi mà nã quay được không ok không nhưng mà em làm kỹ chưa hả thôi kệ làm kỹ kỹ luôn đi tại vì xa quá. Qua lần nữa từ Huế ra đây lại tội vậy trời. Không mà bình thường thôi, giống như đi chữa bệnh thôi. Ừ. Thôi mình hãy đi làm điều tốt đi. Mình mang sẽ đến. Chị thứ hai ở nhà hè. Vô đời quá rồi đó nghe. Có tình yêu có khác thì sao? Người yêu quay mọi nha. Lại luôn á? Dạ. Rồi, có tương lai rộng mở. Tròn gì ta? Tròn đâu? Từ tự ai, từ mua một tròn đấy. Giống như con
ông màu tự tới. Kể ngay nè, răng vàng kể ngay nè. Không kể được à? Nha. Không có chức năng hẹn hò với đâu hả? Ủa cho vui nha. Để ta thử ta vô ta tìm trai thử coi. Trời, chị đang quay răng ghế. Em phải nhìn em đoán được chứ. Thả lỏng em, thả lỏng cho chị nè. Đau nhưng mà cố gắng nha. Rồi. Thế là thấy được không? Được chứ. Mà gặp ô tô hay gặp xe máy? Xe máy chứ. Ô tô mà nợ đài đầu cũng chừng nớ. Mời. Nói chung là từ đi lên là được. Mà trừ mình vẫn tay trắng mà. Mình phải học hỏi chị Loan nè. Ông cu cao cao à? Yêu cầu. Thôi đừng yêu cầu chị nữa em ơi. Em yêu cầu chị Ly á. Chị Ly làm ok. Một trời lâu rồi hả? Hà đâu rồi? Xíu xíu.
xíu nữa. Chị lo dưới nhà có phải chơi. Có kêu chờ ra hơi lâu nha.